Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với PHT Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục video tiếp theo về cái đấu trường Vinh Quang. Mời bạn theo dõi mình nha. Vô nè. Vô. Hôm nay mình sẽ tiếp tục quánh đấu trường Vinh Quang với con Galaxy 13. Đó, con Galaxy mạnh nhất hiện tại. Và một vài con khác. Ok, đấu trường đầu tiên chúng ta đã được chơi con Galaxy này rồi, khá là hợp lý. Mình sẽ bơm mana luôn và kéo nộ đây để chắc chắn là phát sau mình sẽ được kill. Đó, hy vọng là đừng có bị hút mana. Nếu bị hút mana có thể là kill không được, không đủ mana để kill. Đó, y xì luôn, thiệt là khốn nạn. Mà anh niên này khó chịu nha, chơi gì là không có vui rồi đó. Rồi ngẫm củ tỏi, cái này thì hút mana nè. Ui, không đủ đam mới win nè. Chắc là do cái đấu trường nó khác đấy, khác đấu trường á thì sao đây, chắc là khác đấu trường. Bây giờ thì lại méo đủ nộ, nhưng mà không cần kill đâu, ăn nguyên trưởng thôi. Ăn nguyên trưởng là win rồi, khỏi cần kill cũng được. Giá màn chưa, thắng nha các bạn. Trận đầu tiên khá là ngọt, khá là dễ. Tiếp tục nè, tiếp tục trận thứ hai nha, xem sẽ gặp cao nhân nào đây. Nể thiệt. Vô nè. Hy vọng là đừng có gặp gọi là T1, T2 nha. Sợ lắm, sợ bãi nồi ra đấy. Vô nè. 99 mà 0% nữa rồi. Có lẽ là nó sẽ đứng nữa rồi. Ê, vô rồi. Mạnh mẽ lên xíu nữa nào, thêm một chút xíu nữa thôi. Đó, vô. Ui, máu ghê vậy, 700 luôn kìa. Hơn 200, hơn 200k, trăm mấy à, không đến 200 đâu, tầm tầm đó. Bơm rồi, ăn đại viên trưởng đây. Chỉ biết ăn sao giờ các bạn, không có viên hút nữa trơn á. Rồi Galaxy Ares, máu lên gần cả triệu rồi, kinh phải nồi. Bên đây mình cũng là Ares. Ui, kinh vậy, là một phát gần đi luôn, gần ngủm củ tỏi luôn, phải nồi thật. Vì sao chơi, vì sao chơi lại. Gì rồi sao chơi lại, làm thêm phát nữa chắc đi luôn quá à. Một combo nữa là đi luôn ấy. Có combo không? Mình cũng chưa thấy cái combo nào hết. Hình quá, không có combo, không có combo nhưng mà vẫn ăn 150k, 150k đam, khiếp thiệt. Có combo 2 ở đây. Wow, tự nhiên nó gớt thêm một hàng hút nữa chi vậy, có câm lặng đến từ mình luôn. Xong anh niên rồi nha, xem anh niên sẽ làm trò gì tiếp theo đây. Vẫn quyết tâm là combo. Phá combo 2 ấy mà. Đó, bây giờ chúng ta sẽ ăn cái gì đây, ăn cái gì để cho nó gớt một hàng nữa xuống. Ăn ở đây, ăn hàng 4 là ngon rồi. Úi trời ơi, bày đặt bày vẽ ăn hàng 3 để cho nó gớt hụt hết một hàng rồi. Cây nhờ. Không sao, bạn cũng ăn được có hàng 3 thôi, đâu có combo nào đâu, không tạo ra được combo cho bạn được rồi. Bên đây hồi lần có 8 mấy k, bên kia hồi lần như 100 mấy k phải, khiếp phải rồi. Mình sẽ ăn hàng 2 kiếm nha, rất là hên, được thêm hàng 3 mana nữa, ngọt. Lại có câm lặng tiếp, ôi ôi, quá may mắn luôn, còn gì bằng. Đố thanh niên sống và đựng lượt hết á. Đường nào cũng có combo 2 chứ hả? Đường nào cũng có combo 2 chứ ấy. Thôi mình ăn combo 2 mà kiếm ít 2 đi ha. Lại có được thêm một hàng nữa ở trên nữa. Nãy giờ được 3 lần như thế. Thấy combo 2 nhưng mà ở trên nó vẫn rất thêm nữa. Quá chi là hợp lý luôn các bạn. Ngon lành luôn. Kèo đánh đã mắt thiệt. Rồi chuẩn bị tiếp tục cái kèo tiếp theo nào. Thanh niên kia ức chế quá chừng rồi. Tuy là máu hơn hẳn bên đây nhưng mà bị dính hai cái câm lặng. Hai cuốc câm lặng đó đi gần hơn 700k máu ổng rồi. Một phát là 300 mấy rồi. Rồi nó lại tiếp tục cái phong trào như cũ 61 và 81%. Nhưng mà được cái hồi nãy 81% nhưng mà nó lại không chạy được 100 nhưng mà nó vô luôn mới ghê. Đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau chờ đợi thôi. Chờ nó vô thôi. Nếu mà chờ lâu quá thì phải F5 thôi. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ vô. Vẫn chưa lên nè. Vẫn chưa chịu chạy luôn. Nó vẫn là 61%. Ây da. Nó liệu có vô không đây. Đó. Nó lên này mà. Nó lên rồi đó. 81% rồi. Đón xem nào. Bây giờ nó có vô hay không đây. Cái gì đâu mà lên được 81% lại đứng tiếp tục rồi. Căng cực nha. Vô đi. Vô đi. Vô đi nào. Dễ sợ thì có khi nào mà đợi hồi đó hủ chúng ta hót luôn không? À, sợ thiệt. Ừ vô rồi. Phải nồi. Trời ơi. Đợi mà tót cả mùa hôi luôn mới chịu vô đó à. Có combo 2 dưới đây nè. Góp thêm hàng mana xuống nữa ngon. Easy rồi. Mà lại có được cái đó không có nộ thôi. Không có đủ nộ. Bạn bút máu không? Bạn biết đường nào bạn cũng thua rồi. Mình nghĩ là bạn bỏ lượt luôn. Ơ bơm máu luôn. Có một pha bơm máu và ăn hút đến từ bạn. Bạn này khá là chịu chơi. Cái này gọi là đậu phận nha. Cái gì nè. Chơi ngu có đầu tư đúng không? Biết chắc chắn là thua rồi nhưng mà vẫn bơm máu. Cái đó gọi là chơi ngu có đầu tư đó. Easy quá đời. Đó. Đùa thôi nha. Nói đùa thôi. Vô nào. Trận tiếp theo nha các bạn. Mình á, mà mình biết chắc chắn là mình chết rồi là mình không có chơi liều như vậy đâu. Tại vì mình không có dư gòn. Đó. Nhưng mà nếu bạn có dư gòn thì bạn cứ buôn vô. Đó. Thề là đậu phộng. Cái lúc nào mà mình đi đấu trường mình quay video là gặp ông này. Cái lụ rạng. Sao bà áp nhau da vậy. Vãi nồi thanh niên này. Áp nhau dai vãi nồi. Ồ. Kinh nha. Lắm hút thế. Đủ đam không? Chưa đủ đam nha. Nhậu ông luôn. Đam bừa, đủ đam luôn. Trời ơi, không đủ đam rồi, không có rồi. Lũ lạng. Một ba cầu hồn thất bại rồi. Phật méo độ rồi. Cũng nạn thật. Ây da. Thiếu một tí xíu thôi là win rồi, máu ông trâu quá. Bên đây avatar cũng khủng lắm. Avatar ông bên đây cũng ghê lắm. Mà vẫn méo đủ sức mạnh để mà hạ gục được ông kia. Ám nhau hoài, cổ thiệt. Đâu không? Trận này vô gặp nữa đi à. Easy man. Lại gặp nhau nữa rồi. Trời ơi. Lại hiếu một xíu đam nữa. Thôi xong rồi. Hiếu một xíu đam này là coi như là sát con mợ nó định có hàng 6 luôn. Có hàng 6 rồi sao sống giờ. Mình đẩy ông được 180, không lẽ 120. Ở gì 480. Rồi mình 420 mà ông đẩy không hết. Phải nồi rồi. Thôi bơm máu vô cái đã, bơm máu cái đã. Bây giờ ăn ở đây đi. Trời ơi, ý là né kiếm ra rồi để tích nộ mà vẫn dính cây kiếm ở trên nó gớt xuống. Trời, không có đủ đam luôn kìa. Cắn nha. Cắn nha. Lại không đủ đam nha. Kèm lại thua nữa rồi. Khốn nạn thật. Thiệt là khốn nạn mà. Sao mà cứ áp nhau qua vậy. Ơi không sao, nhưng mà win nhiêu đó đủ rồi. Rồi cái đấu trường Vinh Quang đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Nếu hay nhớ like và chia sẻ video để ủng hộ mình nha các bạn. Và quan trọng nhất hãy nhấn đăng ký kênh cũng như cái chuông bên cạnh để có những thông báo mới nhất từ video của mình đăng lên mỗi ngày. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.